Bác sĩ nói với cả ông rằng là bây giờ về uống ấy trong vòng là 2 tuần. 2 tuần. Nếu mà đỡ hết thì ok, còn không tới thì này tới là phải mổ. Đấy, và mổ thì cái chi phí thì phải tham khảo ở chỗ khác. Tức là bác sĩ thì họ không nắm được. Đấy, và bây giờ về thì bà ngồi đây luôn này. Bà cho anh em vào trong trước đấy. Đây bà lão đang đi theo ông đây. Thì bà về bây giờ nhà, thứ nhất là cho ông uống nhiều nước. Bây giờ đi làm thì mang theo nước uống, ăn nhiều rau xanh và uống thuốc cứ ngày 3 lần, uống sau bữa ăn. Đấy, đi lấy một cái chậu, có một cái chậu ấy, cho nước muối vô xong rồi ngâm. Một ngày là mình ngâm 3 lần, nước ấm đấy. Ông nhớ chưa? Bà nhớ rồi đúng không? Rồi đó, thì sau 2 tuần coi nó đỡ, mà phải uống, quan trọng uống nhiều nước. Bây giờ cái chai nước đã uống hết rồi. Rồi giờ đi ăn nhá. Muốn đi ăn, không muốn đi về. Đi ăn nhá. Ông bà muốn ăn luôn không? Không thì thôi bây giờ ra ngoài ăn cơm luôn. Ăn cơm hoặc ăn phở. Bụng đây bị mổ à? Mổ mấy ngày luôn. Rồi ok. Tôi phải ăn uống nhiều lần. Vâng. Ok. Bỏ nó uống đúng không? Mà mấy nay tôi ăn không được uống sữa không à. Đây cái đường Điện Biên Phủ ngày xưa là đường Phan Thanh Giản. Và đây là cái con đường một chiều đó thưa quý vị và các bạn. Hôm nay thì Tuấn Dương cũng đang bị khản tiếng. Mấy ngày qua đi nhiều cũng mệt nên là bị khản tiếng, rồi nước mưa rồi tùm lum á. Nó dạng như là bị cảm cúm đó, nên là nghe cái giọng hơi khác. Nên là quý vị và các bạn cũng nghe thì biết và thông cảm giúp Tuấn Dương nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đợi ông bà lão chuẩn bị băng qua đường để qua bên đây á. Xe Grab. Đây ông bà lão đang chuẩn bị băng qua đường. Nhìn ông bà rất là đẹp đôi á, nếu mà khỏe mạnh thì trông như là tài tử giai nhân. Quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở trước, đây là cổng bệnh viện Bình Dân. Hôm nay thì sẽ đưa vợ chồng ông lão bán me đi khám bệnh. Bây giờ đang là cổng bệnh viện Bình Dân nhé thưa cả nhà. Rồi giờ chúng ta sẽ đi tìm ông lão bà lão. Họ đến rồi mà không biết họ đang đứng ở đâu. Giờ để Tuấn Dương sẽ kiếm nhá. Đây đang là cổng số 1 bệnh viện Bình Dân ở 371 Điện Biên Phủ, quận 3 nhé. Ông bà đi gửi xe. Đi từ mấy giờ bà? Đi lúc 7 giờ mấy á. Vâng. Ông ơi gửi xe bên đường này. Gửi xe bên kia. Ông ngồi lên đi, ngồi lên đi. Ngồi lên đi sang bên kia đường nha. Ông. Chỗ giữ xe, bảng giữ xe kìa ông.
Đó, và bây giờ thì để ông bà sẽ đi giữ xe trước đã các bạn. Đây đang là số 371 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3. Hiểm nhỉ? Ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ? Ông khám không? Vâng, ông khám. Ông là 70 ạ. Vâng, vâng, ok. Con nào? Nguyễn Văn Thới đúng không? Nguyễn Văn Thới. Năm sinh. Trong giấy tờ thì 23 con. Ngày mấy á? Không, năm sinh thôi. 1954. 1954. Tại trong giấy tờ hồi xưa mình làm hồi nhỏ tuổi là tuổi con nhít đó. À. Trong giấy tờ tôi là 1954 á. À, 1954. Nghề nghiệp là hái me đúng không? Dạ. Địa chỉ của ông ở đâu? Tây Ninh. Đi Tây Ninh nhá. Tây Ninh. Số điện thoại bà đọc cái số của bà đi. 01 20 31 74 74 252 252. Khám bệnh trĩ đúng không? Dạ. À, đây không có bảo hiểm y tế. Ok. Hôm nay thì đi đợi à? Mình qua bên kia mình chờ số thứ tự. Vâng vâng. Tới số thứ tự mình đưa vô người ta làm xong. À dạ dạ dạ, rồi con cảm ơn. Thế là mình ngồi đây đợi số thứ tự đã. Đây số thứ tự của chúng ta là 425 ha. Chúng ta sẽ đợi để được gọi là làm hồ sơ. Đây rất là đông, các bác ấy tới cũng đang đợi để kiểm tra và khám bệnh. À. À, đây ông nói rằng là trước là có cái giấy tờ xe thì ông cũng cầm rồi á. À, cầm 500.000. Ngày 16 tháng 9 này. Đây là các cái hàng ghế để mọi người ngồi đợi. Bác đi khám bệnh gì bác? Sưng chân à? À. Cái cơ xương khớp này như là nếu mà bác khám ở chấn thương chỉnh hình thì đúng tuyến hơn. Chấn thương chỉnh hình ở chỗ quận 5 ấy. Còn ở đây về các cái bệnh về tiêu hóa, về dạ dày, về thận. À, bác nghi là bị phù thận thì. À, chứ còn nếu mà chỉ cơ xương khớp không thì là chấn thương chỉnh hình quận 5. Và... Dạ. Bác ở đâu? Long An. Long An à? À, thế, sau khi mà chúng ta lấy số thứ tự xong thì chúng ta cứ ngồi đợi ở đây. Và loa ở phía trên thì họ sẽ gọi. Đây, 422 đến quầy A5 mà của chúng ta là đang là 425. Vậy chúng ta còn 3 số nữa nha cả nhà. Thì họ khám sáng từ 6 giờ đến 11 giờ 30, chiều thì từ 13 giờ đến 16 giờ á các bạn. Và vô cái này nọ này đủ hết rồi, đúng không? Khám xong hết, làm tiền để chờ mẫu rồi đó, cho đây vô mất viện, cho tới 3 giờ tối rồi xong, bảo rảnh rồi đó, cho rồi thôi, chốt chốt thì bây giờ, và đưa đâu vô cho chốt, và vâng. Và...
Và đó, 424 rồi. À, sắp đến chúng ta rồi các bạn. Rồi, 425 rồi. Con 425 đây cô. Dạ. Tại vì em quá bệnh thận ra này. Cái gì? Tức là bệnh thận sống. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng ạ. Dạ. Khám bệnh chị cô. Của ông già đấy ạ. Vâng ạ. Con đưa đi thì cô phải con. Dạ vâng, Tây Ninh cô ạ. Đây 5.000 tiền sổ và 100.000 tiền khám ấy. Cho con gửi cô. Phòng số 4 hả cô? Vâng, cảm ơn cô. Đây chúng ta đã có rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi đến phòng số 4 nè. Bà đi đi trước trước cửa phòng số 4. Phòng số 4 trước mặt rồi. Rất đông người ạ. Đây rất là đông người nên chúng ta sẽ đứng đây để đợi ạ. Bây giờ đang đến số... Chị ấy sổ là xếp hay là đợi như nào chị? Sổ để ngoài đợi hay à? Đây đây có, à số 55. Rồi bây giờ số mới số 39 đúng không? Đây mới số 39, vậy là còn 16 người nữa mới tới mình. Ông ngồi vô trong. Con có đây mà. Ủa, quốc tế hả? Đó, ông bà ngồi đỡ đấy, còn 16 người nữa mới tới mình. Bên khu cũ, khu mới. Rất là đông người tới để khám chữa bệnh và cũng đang đợi các bạn. 40 rồi, còn 15 người nữa. Còn 15 người nữa mới đến chúng ta. Đây thì khi chúng ta đi khám thì đây là một cái hóa đơn. Hóa đơn này gồm có là một cái sổ khám bệnh. Sổ khám bệnh này thì có giá là 5.000 đồng. Trên cái sổ này thì họ sẽ in cho mình một cái phiếu, này là cái phiếu hồ sơ bệnh nhân. Đồng thời là có cái số thứ tự này. Thì khi mình đợi đến cái số thứ tự ở trên ghi ở trên trước cửa phòng đó thì mình sẽ tới, để tới lượt thì mình sẽ vào gặp bác sĩ. Và ở mỗi một người thì sẽ có một cái số mã số sổ khám bệnh. Ở đây là mã y tế này, rồi cái số điện thoại và địa chỉ. Ngoài ra trong sổ này thì cũng có cái quy trình hướng dẫn khám bệnh. Đầu tiên là khám bệnh ở Việt Nam thì qua các cái bước đầu tiên hồi nãy là chúng ta ra cái bàn hướng dẫn, sau đó thì sẽ tới cái quầy tiếp nhận. Quầy tiếp nhận thì họ sẽ in cho mình cái phiếu đó, cái phiếu để mình điền vào, sau đó họ hướng dẫn mình. Và vừa nộp rồi thì chúng ta qua thu ngân để nộp tiền. Sau khi thu ngân nộp tiền thì chúng ta sẽ khám lâm sàng ở bước 3. Sau khi khám lâm sàng cái bước 3 này thì người ta xem là có cần phải đi khám hoặc thực hiện các cái xét nghiệm gì nữa không ha. Thì chúng ta lại phải tiếp tục đi đến thu ngân để đóng tiền. Đến thu ngân để đóng tiền. Đóng tiền sau thì nó sẽ có rất là nhiều các cái bước tiếp theo. Ví dụ như là chúng ta phải xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thì sẽ sang bước 5. Sau khi mà có các cái kết quả xét nghiệm này rồi thì chúng ta lại chuyển sang cái bước 6. Bước 6 là cái bước lại quay về cái bác sĩ ban đầu đó để khám lâm sàng, tức là để đọc kết luận. Đọc kết luận xong thì có thể chúng ta lại tùy từng trường hợp có thể là phải nằm viện hay là mua thuốc mang về,
đây, ví dụ bước 7 là nhà thuốc mang về. Còn nếu không thì là nằm viện, đấy là khám bệnh ngoại trú. Và đây đang rất là đông người á. Mọi người đang đợi xếp hàng để đến lượt bên đây vợ chồng ông lão đây. Và bây giờ thì mình sẽ tạm end cái video, cái phần 1 ở đây nhé. Chuẩn bị đợi thì tiếp tục đợi. Chúng ta sẽ đến phòng số 4. Bây giờ thì đang là số thứ tự 43. Còn chúng ta là số 55, nên là còn phải 12 người nữa. Quý vị và các bạn hãy theo dõi cái phần tiếp theo. Tuấn Dương đưa ông bán mẹ đi khám bệnh ở bệnh viện Bình Dân nhá. Rồi bye bye các bạn. Đây, nhiều người tranh thủ thì họ vừa xếp hàng đợi và vừa ăn bánh mì các bạn. Tranh thủ khi chờ đợi thì họ ngồi và xếp hàng đợi để ăn bánh mì. Đợi mình xếp hàng đến lượt. Đi theo cái vạch vàng này các bạn. Đi theo cái vạch vàng đến đây là khoa nội soi. Giờ lấy số thứ tự ở đây hay là làm nào ấy? Rồi. Lấy số thứ tự. Đóng số, đóng tiền đây. Thì chúng ta sẽ vô đây để thu phí. Đây chúng ta sẽ lấy số ở đây á. Đây số của chúng ta là 182 rồi. Đây chúng ta sẽ tới đây để chuẩn bị đóng tiền nha. Số 1. Cho con gửi. Thôi các bảo hiểm y tế cô đi thẳng tới bức tường ở bên trái khu chờ. Đây quá. Xin mời bệnh nhân số 184 đến quầy số 2. Đây các bác sẽ in rồi chúng ta hóa đơn, sau đó chúng ta sẽ đi xét nghiệm tiếp rồi. Phòng nội soi ở trong nhỉ? Dạ dạ. Rồi con cảm ơn. Đây chúng ta sẽ tiếp tục đi theo cái vạch vàng này. Anh ơi cho em hỏi thăm bây giờ nội soi này đi chỗ nào ấy? Dạ nội soi trực tràng ạ. Phòng cuối cùng ạ. Rồi em cảm ơn. Này rồi ông đi đâu? Dạ dạ. Nộp giấy nội soi. Và ngồi trên ghế đợi. Đợi đông quá. Đưa cái phiếu này nha. Vâng, em đưa cái kia kìa. Nãy giờ để không có, giờ đưa giờ. Vâng, đóng tiền rồi đấy. Ở đây mọi người ở đây cũng rất là đông rồi các bạn. Đang đợi. Bệnh viện nào cũng đông. Vâng, bây giờ bệnh. Bác ở đâu lên? Long Thành. Long Thành, Đồng Nai à? À. Bác khám bệnh hay bác đưa người nhà? Đi khám. Ở bệnh viện nào cũng rất là đông à. À, chúng ta cũng vẫn đang đợi hai vợ chồng ông lão đây. Hôm trước thằng Kiên nó cũng gửi ông 2,5 triệu gì. Là sao? Có giờ nó ở nhà nó đóng khen trong nhà bà già, tôi vợ nó, tôi có đứa em rồi. À. Em tôi 6 tuổi. Vâng. Tới luôn mình thì chắc đọc giá cam. À. Tôi nuôi thằng đó chờ. À. Hai anh em à, không ai. Nhà tôi trên tôi tới chở nó. Vâng. Em nhờ cho nó cho ba á. Như huyện Văn Thới. Đây đây. Tôi sao xong là hai bên trong này. Nguyễn Văn Thới đây ạ, đây ạ. Một cái chai thuốc này, sau đó mang đến phòng rửa ruột, bơm thuốc vào hậu môn, đi cầu sạch phân, rồi đến khoa nội soi tiêu hóa, rồi chúng ta đi. Số thứ tự ở đây ạ. Số của chúng ta là 135, chúng ta sẽ đợi. Bấm số làm sao? Dạ, đây cô bấm số, đây cô bấm vào một nút đỏ này. Bấm gì? Đó, hiện đang cô
cô 137, cô đợi xíu. Đây là trước cửa bệnh viện Bình Dân đây các bạn. Đến 135 gì ạ? 135 đến quầy số 2. Cái này xong mình mang vào gặp bác sĩ lại hả chị? 1, 3, 6. Đến quầy số 3. Rồi, cảm ơn. 1, 3, 7. Đến quầy số 3. 1, 2, 6. Đúng. Đây, chai thuốc chúng ta đã mua được rồi. Bây giờ sẽ đi á. Rồi đến cái phòng đó để gặp bác sĩ. Chai thuốc thì chúng ta đã mua xong rồi. Bây giờ thì đi họ hướng dẫn là đến phòng rửa ruột. Giờ chúng ta sẽ hỏi bác sĩ xem là đi tới đâu tiếp à. Bác ơi, lấy mua được chai thuốc này rồi xong tới đâu nữa? Đợi đây luôn đúng không ạ? Ừ. Đây này. Trong cái phòng rửa ruột nên là Tuấn Dương sẽ không có quay được ở bên trong mà vì cởi quần áo ra để cô y tá cô hướng dẫn này. Thì để bà vợ của ông hướng dẫn. Giờ... anh chị em còn có một thằng đó thôi đó. À, bị chất độc màu da cam. Dạ. Thế ông bà là gặp nhau khi nào? Mấy chục năm rồi. Là lúc đấy sao mà gặp nhau mà lại? Tại vì hồi lúc trước là ông đi hái me. Vâng. Nghe hái me nhưng mà hái cho thầu không mà. Vâng. Rồi cái tôi đi bán cái này nè. Bà bán gì? Cũng như là bán vé số rồi đó. À. Gặp ông. À. Cái hai là... người thương nhau. Lấy thương nhau. Rồi, à. Cha mẹ hai bên đó đồng ý. Vâng. Cưới nhưng mà cưới đơn sơ thôi, nhà vợ là cưới đơn sơ đâu, cưới mà định ra hay đâu. Rồi xong cái ở tới giờ thì cha mẹ, bên cha mẹ em chết hết rồi, bên cha mẹ cũng chết hết rồi. Còn giờ còn chỉ có hai vợ chồng là thằng em với thằng nó thôi mà. Vâng. Đâu đâu cái đổi tiền về lối sớm á, ba mua gạo mua đồ á. Vâng. Nó nấu cơm mới rồi cho nó ăn. Vâng. Tiền mẹ cũng có dưới này mướn nhà ở thằng bạn đó là nó cho ở hai trăm mấy có 30 ngàn một ngày à. Vâng. Có 30 ngàn một ngày à. Vâng. Nó lấy phải có 70 ngàn á. Vâng. Gửi mỗi ngày lấy đủ tiền nhà này mẹ mình kia chứ. Vâng. Tiền ăn tiền uống này mẹ mình kia đúng rồi, còn mua này mua nọ thì đóng tiền nhà, đóng tiền nhà sẵn là đóng tiền nhà luôn đó. Vâng. Nó đâu còn ăn uống nữa, mấy ngày cũng bệnh đó, đâu có hái me bán nhiêu đâu. Tôi cũng bệnh nữa, phải thằng ông đâu được á. Tôi bệnh á, lâu lâu cái giúp bên này đi không được luôn, nó bò lết không mà. Vâng. Cô nào con gái mà? Có con gái đó, giờ nó có chồng, có hai đứa con mà chồng nó cũng không nhăn. Vâng. Không nhăn cũng nghèo khổ, lâu lâu còn cháu ngoại còn ra hả, mua bánh mua đồ cho cháu ngoại. Ồ vậy à. Chứ đâu phải nó nuôi mình đâu. Vâng. Như một ngày nay đi là đi như vậy là đi khắp cũng không à. Vâng. Về tiền ăn tiền uống này này tiền kia gạo tóc ở nhà có sẵn hết rồi, nhưng mà đồ ăn mua gì về nấu cho nó ăn cho bộ mà bồi gì cho ổng à. Vâng. Ờ thì hai ông bà chăm nhau vậy. Vâng. Chứ bán me thì mỗi ngày không có dư, ở mỗi ngày được mấy trăm? Bán me ngày đâu có được bao nhiêu đâu chú, đi trăm mấy. Thì mỗi người trăm mấy là mỗi ngày hơn 200. Mỗi ngày một có khi hả, hai người có trăm mấy à. Ồ, vậy ạ. À. Chứ đâu có bán nhiều đâu, hai vợ chồng bán ngày có trăm mấy, tiền ăn, tiền này, tiền kia, tiền thuốc, tiền men. Để cũng không có tiền đâu. Vâng. Đau bệnh hả, không có tiền. Nói chung ở đây thì bệnh viện nào ở Sài Gòn cũng đông các bạn. Bệnh viện nào chúng ta cũng phải xếp hàng đợi rất là lâu. À, đi từ đầu giờ và đến bây giờ cũng vẫn còn rất là đông người. Thường thì người già khám chữa bệnh ở Sài Gòn đó thì cần phải có thân nhân đi theo để đóng tiền, mua thuốc, làm những các cái việc giống như là hướng dẫn đi từ phòng nọ qua phòng kia đó. Không biết thì ở nước ngoài thì có giống như vậy không? Không biết thì sau ở Mỹ thì có như vậy không các bạn?
Còn cái chỗ kênh nước mặn đấy là ở đâu? Cô biết. Như ở đấy có mà cũng ở Long An mà. Long An ở đâu? Cần Giuộc ấy. Cần Giuộc, Cần Giuộc. Nó nằm ở thành phố. Đây mọi người vẫn đang đợi đấy. Không mua nữa. Cắm máy cắm chứ cái thì được cái mình chỉ thích mình là con cái là mình ba d thôi, đây được là chín một chín rưỡi thôi là chín chín mấy lần thì mấy con chích vào con cá luôn đó gì cá, chích cho nó đẻ luôn. Mình bắt nó lên xong mình chích rô ha. À. Và chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi nhé. Đợi rất là lâu rồi các bạn. Nhân ngồi xe lăn. À, vẫn phải đợi rất là lâu rồi các bạn. Rất là đông người tới khám và chữa bệnh. Bệnh nhân 5 thì thân nghe. À, chúng ta vẫn đợi. Từ sáng giờ chưa tới lượt đâu. Đang đứng để đợi. Nhưng đó thì hàng Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Thăm. Ờ, quý vị các bạn đợi cũng rất là lâu ha. Bây giờ đã là gần 10 giờ rưỡi rồi. Đi khám mới chỉ đợi để chờ được khám, chờ được xét nghiệm thì cũng từ khoảng 2 tiếng rưỡi rồi. Thì đã đến lượt rồi. Họ vừa mới gọi Nguyễn Văn Thới vừa mới dô ha. Rất là cực khổ, đợi mấy tiếng đồng hồ luôn. Bác này, bác thì... à, vâng, vâng. À, bác ấy đi nội soi mà thiếu tiền, bác ấy đi xin những người đi khám bệnh đấy à. Người đi khám chữa bệnh đều là những người có hoàn cảnh khó khăn à. Thì cô đã đi xin được một ít tiền rồi. Có một cô gái có lòng hảo tâm sẽ cho cô tiền nha. Đó. Phụ cô ấy, mỗi người phụ một ít tiền để cô có đủ tiền để nội soi. Lại có thêm một người nữa cho cô tiền. Khi mà có cái kết quả soi nội trực tràng thì chúng ta sẽ đi lại để gặp bác sĩ. Chúng ta sẽ quay lại phòng số 4. Sẽ đi vô để bác đi vô trong để gặp bác sĩ nói chuyện nữa. À, bây giờ đi vô trong gặp bác sĩ. Thử cái quầy thuốc của bệnh viện Bình Dân coi xem như nào các bạn nhé. Thưa quý vị các bạn. À... rồi thôi mình ra mình lấy thuốc đã. Vâng, rồi em cảm ơn. Chị có cái bao xốp lớn cho em xin cái. Đây thì Tuấn Dương đã mua thuốc trước cho ông lão.
Đây mấy loại đây, mỗi loại là loại acetin và loại alpha-tomicin. Thì cái này là một ngày uống 3 lần, mỗi lần một viên sau ăn. Vậy là 42 viên mà chia cho 3 là 14 ngày, nghĩa là 2 tuần. Đó, thì cái thuốc đây, trên thuốc này thì họ có để đây này, họ có để là sáng một viên, chiều một viên và tối một viên. Đó là một cái loại thuốc thứ nhất. Đây là cái loại thuốc thứ hai. Đó. Thì bác sĩ nói rằng là bác sĩ nói với cả ông rằng là bây giờ về hai tuần, nếu mà đỡ hết thì ok, còn không tới thì này tới là phải mổ đấy, và mổ thì cái chi phí thì phải tham khảo ở chỗ khác, tức là bác sĩ thì họ không nắm được đấy. Và bây giờ về thì bà ngồi đây luôn này, và bà cho này vào trong trước đấy. Đây bà lão đang đi theo ông đây. Đó thì bà về bây giờ nhà, thứ nhất là cho ông uống nhiều nước. Bây giờ đi làm thì mang theo nước uống, ăn nhiều rau xanh và uống thuốc cứ ngày 3 lần, uống sau bữa ăn. Để đi lấy một cái chậu, có một cái chậu ấy, cho nước muối vô xong rồi ngâm. Một ngày là mình ngâm 3 lần, nước ấm đấy. Ông nhớ chưa? Bà nhớ rồi đúng không? Rồi đó, thì sau 2 tuần coi nó đỡ, mà phải uống, quan trọng uống nhiều nước. Bây giờ cái chai nước đã uống hết rồi. Rồi, giờ đi ăn nhá. Muốn đi ăn, không đi về. Đi ăn nhá. Mua về giờ mua đồ về nhà nóng à. Thôi chú đi ăn đi hay là thôi. Ông bà muốn ăn luôn không? Không thì. Thôi bây giờ ra ngoài ăn cơm luôn. Ăn cơm hoặc ăn phở. Bụng đây bị mổ à? Mổ mấy ngày luôn. Rồi ok. Tôi phải ăn uống nhiều lần. Vâng. Ok. Bỏ nó ổn đúng không? Mà mấy nay tôi ăn không được uống sữa không à. Thưa quý vị các bạn, hôm nay thì Tuấn Dương đã đưa vợ chồng ông lão đi khám và mua thuốc. Toàn bộ cái số tiền này thì là Tuấn Dương đã chi ra và lo cho ông cụ xong xuôi. Khoảng 2 tuần nữa thì coi xem là ông ấy uống thuốc và chữa trị như thế nào. Nếu mà ok thì sẽ không có phải mổ nữa. Và bác sĩ nói rằng là nếu như mà mổ thì nó sẽ có thể để lại biến chứng, và rất là khó khăn. Nó sẽ để lại biến chứng các bạn. Nên là chúng ta cái này thì chỉ cần chủ yếu là chúng ta uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh đó, và gọi là ngâm nước muối vào trong cái chậu đó. Thì video clip của Tuấn Dương sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye các bạn. Rồi ông bà về nhá. Đó, giờ ông bà lão đi về đó.